Ok, chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình cùng lắp đặt bộ dàn. Thì trước mặt mọi người đây là một combo AMU 208. Thì đây là một thương hiệu tới từ Mỹ và được gia công là tại Trung Quốc. Thì nhắc tới thương hiệu của Bo thì chúng ta chắc chắn là sẽ không còn lạ gì với cái thương hiệu này nữa. Mình sẽ nói tổng quan sơ qua một chút về cái combo này và cũng như là cấu trúc của căn phòng này. Bộ này thì lúc lắp là đi dây này kia thì gia đình đang còn làm phần thô, cho nên là dây nhựa này kia mình cũng đã đi âm được dây này kia, nên chúng ta nhìn dây nhựa này kia cũng khá là gọn gàng về vấn đề dây. Và sau đó thì mình cùng hôm vừa rồi đây mình cũng mới qua lắp hệ thống lên và cũng setup sơ qua để cho gia đình sử dụng trước. Và hôm nay thì mình quay trở lại chủ yếu là muốn là quay một đoạn clip để mà mọi người chúng ta có thêm nhiều cái để chúng ta tìm hiểu, chúng ta tham khảo cho cái dòng sản phẩm này và cho cái combo này. Với lại luôn tiện để cùng một khi mà sofa đồ này kia vô rồi á thì âm thanh nó sẽ thay đổi một xíu, nên là mình qua xem là có cần phải setup gì lại nữa hay không. Lúc đó thì mình sẽ kiểm tra rồi mình sẽ cân chỉnh sơ qua lại một chút nữa để cho cái bộ âm thanh nó thực sự nên nó hoàn thiện hơn và ok hơn. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về combo này để mọi người chúng ta được nắm rõ hơn ha. Đây thì hôm bữa thì mình cũng đã lắp cái lên cả rồi và đã treo lên cũng ok cả rồi, và xúc thì mình đặt như thế này. Bộ này thì mình phối ghép là một cặp Bo AMU 208 và một chiếc xúc Bo DM10S. Đó. Và với bộ máy thì mình sẽ phối ghép đó là một chiếc main của Bo B4300A và một con controller CSB428, và vang số thì mình phối ghép là vang số cả X180A, và micro thì mình sẽ phối ghép là micro JBL VM300, và kèm theo đó thì sẽ đi thêm một cái con quản lý nguồn Misao SB108. Thì với cấu hình như thế này thì thực chất thì hôm bữa là mình cũng đã lắp trước và đã setup trước để cho gia đình và một số đội ngũ thợ của khi xây dựng nhà đây thì họ test, họ nghe thử, nói chung là cũng rất là ok rồi. Nói chung là cũng chưa cần setup gì lại, nhưng mà luôn tiện hôm nay mình qua mình khi hoàn thiện rồi thì mình qua mình quay đoạn clip, với lại cùng luôn tiện thì mình cũng kiểm tra đôi chút lại một chút cho nó hoàn thiện hơn. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta cùng chờ lâu nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người chúng ta sẽ nghe thử một vài đoạn nhạc và test thử để mọi người chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận xem là cái chất âm của combo này khi được phối ghép trong căn phòng như thế này thì âm thanh nó cho ra như thế nào. Ngày xưa thật nghe hồn nhiên là tôi mong mơ thân kia cho mấy năm nơi ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sông đặt đá hôn tôi nghe lên biết đâu mai đây làm ai tôi đến khi người cha đi đưa bàn tay đến trái tim mình cho bao nhiêu đam mê và lên lời hát để con còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui mừng để con còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này đẹp phải có nhau trong we'll be right back.
thì mình đã có hát thử một đoạn. Nói chung là khách hàng không có tiện lên clip thôi, cho nên là mình hát để mọi người chúng ta nghe, để chúng ta cảm nhận. Thì không biết mọi người chúng ta ngoài chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận như thế nào. Thực chất thì với một combo như thế này, phối ghép cho gia đình và một cái diện tích ở đó khoảng tầm 40m² cho cái căn phòng này như vậy thì âm thanh rất là ok luôn mọi người. Đặc biệt cái súp của bô nó cho ra rất là mềm mượt và rất là tròn, nó không có bị mờ hoặc như là bị rền đuôi quá nhiều như cái dòng súp thông thường khác. Và cộng với những cái dòng chất lượng của bô á, nó cho ra âm thanh rất là rõ và nó không có bị xé như một những cái dòng loa full thông thường khác đâu mọi người. Thì có thời gian chúng ta có thể ghé showroom để chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm một cái dòng thương hiệu tới từ bô đó. Thì với cái chất âm như vậy thì chúng ta cảm nhận như thế nào? Thì bây giờ thì chắc clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình like, share, subscribe. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.